Và bây giờ các bạn sẽ thấy không? Đó, đây là một trong những cái sản phẩm mà đang ở trong nhà, màu trắng rất là dễ chịu, tôi đeo tôi nhìn như bóng đèn. Lâu lắm nha các anh chị, lâu lắm thì chúng ta mới gặp được cái video như thế này. Và chúc mừng các bạn đang theo dõi ở video này, một trong những người may mắn đã nhìn thấy và thực tế trải nghiệm video ngày hôm nay. Vì bản thân những video này thì rất lâu mới có những cái video như này được sản xuất. Tại sao các anh chị biết không? Sản xuất những video này đòi hỏi những cái sản phẩm thực tế ở ngoài. Chúng tôi làm được sản phẩm đấy thì chúng tôi mới quay lại video. Nên chúc mừng một số các anh chị và hôm nay đã xem được chi tiết ở đây. Phần này nó rất quan trọng đối với chúng ta. Nếu như chúng ta có được cái trải nghiệm trước và chúng ta hiểu điều này thì giúp cho chúng ta cực kỳ tự tin trong những vấn đề tiếp theo. Rồi, bây giờ chúng ta đã biết điều gì được xảy ra ở video như thế này. Thì chúng ta biết rồi, bao lâu rồi chúng ta đã đeo kính. Tuy nhiên là một số các anh chị đã đeo kính rất lâu rồi, và một số các anh chị đã đeo kính đổi màu cũng rất là lâu. Tuy nhiên, cái điều sau đây giúp cho anh chị thấy được rằng là bấy lâu nay chúng ta đang đeo kính đổi màu nhưng cũng chưa biết được kính đổi màu. Đó là lý do. Hôm nay là cái dòng Transition Gen 8, một trong những dòng màu xanh nha các anh chị. Bình thường chúng ta sẽ thấy được là trong đổi màu. Tuy nhiên may mắn hơn thì chúng ta sẽ thấy được đổi màu Gen 7. Và một số các bạn may mắn hơn nữa thì sẽ gặp được trong đổi màu Gen 8. Tuy nhiên cực kỳ cho những các bạn được may mắn trải nghiệm thực tế trong Transition Gen 8 đổi màu, màu xanh ray ban. Đây là một trong những màu rất đẹp thế này. Thế thì một số anh chị sẽ hỏi tại sao chúng ta nên dùng cái dòng này đúng không ạ? Và tại sao không chọn những cái dòng khác? Để mà trao đổi với các anh chị hiểu rõ điều này thì chỉ dành cho một số anh chị thôi, một số thôi. Trong kính đổi màu hiện nay, dòng Gen 8 là hàng đầu của thế giới và nó cũng là đứng top 1 của thị trường Việt Nam. Nên chúc mừng các anh chị đã và đang dùng dòng sản phẩm như thế này. Còn một số anh chị sẽ biết rằng là tôi cũng mong muốn có cái điều này. Tuy nhiên bấy lâu nay chúng ta đâu đó vẫn chưa hiểu được cái dòng như này. Thì hôm nay Hòa sẽ nói tiếp ở cái phần mà chỗ anh chị nào hiểu. Thì cái chỗ mà tại sao chúng ta cần phải biết cái dòng đổi màu Gen 8 như thế này thì nó mang lại cái gì cho anh chị đúng không ạ? Cái lợi ích đầu tiên là nó lọc được tia ánh sáng xanh mà bấy lâu nay những cái sản phẩm khác chưa có làm được điều đó. Lọc ánh sáng xanh là sao? Tôi đang ngồi trước cái máy iPad như thế này, đúng không ạ? Tôi đang ngồi trước cái bóng đèn như thế này thì những cái tia ánh sáng xanh nó sẽ làm gây hại cho mắt của tôi. Và một trong những cái nhóm mà đặc biệt Gen 8 này nó rất là thông minh, lọc những cái tia ánh sáng xanh nguy hại gây mắt. Thì cái ánh sáng đấy nó gây hại, tuy nhiên nó không phải là cái lúc đầu tiên mà sau này nó mới gây hại cho chúng ta. Cái điều tiếp theo mà cái lợi ích của cái dòng này nó mang lại cho chúng ta là chúng ta thấy là tăng được cái độ nhận thức về màu sắc. Nó cảm nhận được những cái màu sắc nguy hiểm gây ảnh hưởng cho mắt thì cái trong kính nó sẽ bảo vệ, ngăn ngừa những cái tia gây hại màu sắc đấy. Tiếp phần lợi ích cho cái dòng Gen 8 này nữa là độ đậm của cái màu nó theo cái cường độ ánh sáng các anh chị ạ. Chúng ta thường sẽ dùng nó khi đi ra ngoài nắng, cứ lên màu được. Tuy nhiên là những cái dòng thông thường thì cứ thấy nắng là đổi màu. Còn cái dòng Gen 8 này họ sẽ thấy được mức độ nắng, mức độ tia bức xạ và nắng nhiều, nắng ít nó đều lên màu phụ thuộc vào cái cường độ như thế. Đó là cái độ thông minh của cái trong kính này. Rồi, còn cái phần quan trọng nữa, những anh chị nào mắt đang bị yếu. Có rất là nhiều các anh chị đang bị yếu mắt, tuy nhiên đã dùng rất là nhiều các cái dòng kính, nó vẫn còn đang bị phân vân và chưa cải thiện được thị lực. Thì đây là một trong những cái dòng nó hạn chế lóa mắt, giúp cho thị lực của các anh chị được tăng lên. Đó là lý do vì sao chúng ta nên tìm ra được cái dòng sản phẩm Gen 8 như thế này. Transition không phải là ai cũng đeo được, chỉ dành cho những người mong muốn nó. Rồi, tiếp theo có phần lợi ích của dòng như thế, đó là ngăn ngừa những cái tia UV rất là nguy hại ở ngoài kia đang xâm nhập vào mắt chúng ta. Và đặc biệt là những cái tia đó nó có thể xung quanh chúng ta bất cứ ở phương tiện nào, nếu như nó có thể chiếu sáng được thì mắt chúng ta ngay lập tức bị ảnh hưởng. Đó là những dòng thông minh như Gen 8 thì mới có khả năng lọc được những tia như vậy.
Những tia UVA, những tia UVB là những tia thông thường mà chúng ta thường gặp. Đó là những cái tia đó hoàn toàn có thể ngăn chặn bởi cái dòng gen 8 này. Thế thì tại sao chúng ta có những cái cải tiến nào mà chúng ta cần phải biết được cái dòng gen 8 này nó nổi trội như thế? Đầu tiên là chúng ta sẽ thấy được cái sự cải tiến là nó đổi nhanh hơn bất cứ cái dòng nào trước đây, là gen 7 hay là gen thông thường hay là bất cứ cái dòng đổi màu nào. Đó là sự cải tiến đầu tiên. Và cải tiến tiếp theo nữa là đổi màu nó đậm hơn các anh chị. Chúng ta sẽ thấy độ đậm như thế nào thì tôi sẽ test cho anh chị thấy rõ luôn ngay sau phần tiếp theo. Thôi, cái nhả màu nhanh, chúng ta sẽ thấy được cái nhả màu, tốc độ nhả màu của cái dòng này. Và cái phần màu rõ rệt, tôi sẽ giúp cho anh chị thấy được màu rõ rệt nhả bên phải, bên trái nó khác nhau hoàn toàn luôn các anh chị. Rồi, cái phần thời gian sử dụng của cái dòng kính này nó giúp cho chúng ta tiện lợi hơn. Thông thường thì chúng ta nghĩ đâu đó được 6 tháng, 1 năm. Tuy nhiên là cái dòng này nó sẽ đổi màu liên tục 6 tháng, 1 năm, 2 năm vẫn cứ lên màu. Đó là lý do tại sao một số các anh chị lựa chọn được cái màu Gen 8 Transition hiện nay. Đổi màu nó đậm hơn, sắc nét hơn và màu nó sặc sỡ hơn. Thì chúng ta sẽ thấy rất là nhiều ở trên thị trường hiện nay có nhiều cái thông tin về cái dòng này. Tuy nhiên là bây giờ chúng tôi sẽ giúp cho anh chị thấy được rõ hình mẫu thực tế tại cái sản phẩm mà chúng tôi đang sở hữu và chúng tôi chuẩn bị giúp cho người khách hàng nhận được sản phẩm này. Thì để tranh thủ chúng tôi sẽ làm video và gửi đến các anh chị. Thì trước khi mà cái sản phẩm này nó được ra mắt mà đến tay người tiêu dùng thì chúng tôi phải qua cái công ty đặt đánh riêng. Đó là lý do vì sao chúng ta cần phải có cái thời gian đặt trước cái sản phẩm này mới có. Đây là trong những cái thông tin kỹ thuật số ở trên bao bì là đã có sẵn như thế này. Theo cái form thông thường mà chúng tôi làm việc thì chúng ta cũng sẽ tìm hiểu thêm về cái dòng đó. Và bây giờ ta đi sâu vào cái chi tiết mà nãy giờ chúng ta nói để chúng ta hiểu thêm về cái đổi màu này, test nó làm sao. Chúng ta thường sẽ thấy được là nhìn đâu đó mà người đeo thấy nó đổi màu. Tuy nhiên hôm nay là bạn sẽ được may mắn và nhìn thấy trực tiếp tôi dùng cái này để test cho các chị thấy. Đây, chúng tôi đã hoàn tất chiếc quét kính rồi, nó đang nằm ở trên cái khăn như thế này. Và bây giờ là chúng ta sẽ thấy nó là màu trắng. Tôi đeo được dễ dàng như thế này lý do cái mắt kính đang là không có độ, đúng không? Để bảo vệ tối ưu nhất cho mắt. Và bây giờ các bạn sẽ thấy không? Đó, đây là một trong những cái sản phẩm mà đang ở trong nhà, màu trắng rất là dễ chịu. Tôi đeo, tôi nhìn vào bóng đèn, nhìn vô máy rất là dễ chịu. Thời gian làm việc của tôi có thể được cải thiện hơn từ 8 đến 10 tiếng. Nếu bình thường trước đây tôi chỉ làm 5 đến 6 tiếng thì bây giờ sau khi sử dụng cái kính này tôi có thể cải thiện thêm được cái dòng thời gian mà làm việc cho mắt đối với máy tính. Đó là lý do nên chúng ta có cái sự chọn lựa. Rồi, bây giờ Hòa sẽ test để rõ ràng hơn. Tôi sẽ test là che bớt lại một bên này, đúng không? Ta che bớt lại bên này và chúng ta sử dụng cái màu một bên. Đây, ta đưa vào cái máy trực tiếp nhá. Cái máy hiện nay chúng ta đang để là 00 thì chúng ta test 30 giây anh chị, 30 giây để cho chúng ta dễ hiểu. Bấm 30 giây. Đấy. Sau khi nó hoàn tất 30 giây chúng ta đã xem được coi cái hình thức mà nó đổi màu như thế nào và màu sắc nó đẹp ra làm sao, rõ ràng từng chi tiết giúp cho anh chị hiểu rõ. Đặc biệt là các anh chị đang ở xa, nếu cho chúng ta muốn tìm hiểu về cái dòng này thì chúng ta xem video này chúng ta hiểu rất là rõ rồi. Để mà biết thêm thông tin chúng ta có thể đặt câu hỏi cho chúng tôi hoặc cái điều gì đó mà anh chị phân vân thì vẫn cứ đặt câu hỏi để chúng ta hiểu rõ. Rồi, sau 30 giây thì chúng ta sẽ tắt đi và chúng ta sẽ sử dụng xem coi cái mắt này nó đổi như nào. Đây, chúng ta sẽ thấy được một bên nó rất là đậm, ở bên này tôi đã che lên rồi nên nó rất là trắng. Tôi sẽ nhìn thấy các anh chị rất là dễ chịu và bên này sẽ mắt nó sẽ được dịu hơn sau khi được phủ cái đổi màu. Thì cái phần đổi màu này nó rất là dễ chịu anh chị ạ. Khi mà chúng ta đeo lên mắt nó dịu, ánh sáng nó sẽ ít có xâm nhập vào mắt của chúng ta. Phần ở phía trong nhìn ra rất là rõ. Đó, chúng ta sẽ thấy không, trong vòng 30 giây trở lại nó sẽ hầu như gần như là bước xuống màu trắng để cho chúng ta trở lại cái kính như ban đầu. Đó là lý do vì sao rất là nhiều người phân vân vì cái nhóm sản phẩm này. Và cái dòng này cũng rất là ít có ở trên thị trường do là một số các anh chị cũng chưa hiểu cho cái dòng này nhiều. Thì hôm nay chúng ta sẽ có cái cơ hội nhìn thực tế và trực tiếp vào đây.
Một trong những cái điều để mà chúng ta quyết định là chúng ta phải biết nó là có cái lợi ích gì cho cái dòng mắt này. Và hai nữa là chúng ta mang nó thì chúng ta cải thiện được cái gì trong đời sống, trong cuộc sống của chúng ta. Giống như là cải thiện về thời gian làm việc, hay cải thiện về cái độ lịch sự sang trọng, hay cải thiện về một cái sự gọi là một cái môi trường, một cái định danh mới của cá nhân chúng ta, chúng ta nên sử dụng sản phẩm như thế này. Rồi chúng ta sẽ thấy không? Đó, bây giờ nó đang nhả dần qua cái màu trắng này, chúng ta sẽ thấy rất là rõ ràng, nó nhả rất là nhanh. Và rất nhiều các anh chị đang thấy được rằng cái kính của mình đeo thì cái màu nó nhả chậm, hoặc đâu đó nó nhả chưa hết màu, nó vẫn còn màu trở lại, thì đó là chúng ta thấy nó chưa có cải thiện lắm. Còn cái này nó cải thiện trắng luôn, nó trở về trắng như thế này, đó mới đúng thực sự nó là gen 8. Thì chúng ta sẽ thấy được rằng một trong những cái sản phẩm mà nổi trội, đặc biệt giúp cho chúng ta có cái lợi ích như thế này, thì có dòng gen 8 hiện nay mới mang lại cho chúng ta đầy đủ các cái tính năng giống như là cái lợi ích mà chúng ta đang lựa chọn. Rồi bây giờ thì Hòa lại tiếp tục giúp cho anh chị thấy được rõ màu nó nhả hoàn toàn sau khi mình đeo một lúc, trong vòng có 30 đến 40 giây thôi là nó nhả hết. Và bây giờ Hòa sẽ để lại test trực tiếp luôn, test hai bên luôn. Đó, test hai bên luôn như thế này. Rồi bây giờ chúng ta cũng dùng là 30 giây anh chị, 30 giây để chúng ta thấy được là cái độ test lên màu nó nhanh như thế nào so với các cái dòng thông thường. Các dòng thông thường thì chúng ta test thời gian nó lâu hơn và cái màu nó chưa có được đẹp bằng cái dòng Gen 8 Transition, nên là rất nhiều anh chị đang quan tâm đến cái dòng này thì chúng ta có cái cơ hội để trải nghiệm, cũng giống như là hiểu thêm rõ chi tiết về nó. Thì rất nhiều ở ngoài kia chúng ta đang tìm hiểu về cái dòng Gen 8, và hôm nay đúng là một cái dịp thực tế trải nghiệm. Đây chúng ta sẽ thấy không, lên màu rất là đậm, rất là đen luôn các anh chị. Màu, và đặc biệt anh chị nhìn thấy kỹ, đây là màu xanh ray ban. Lên màu mà màu xanh ray ban là một trong những màu chủ đạo của cái dòng này, và cái màu này không phải là đơn vị nào cũng làm được. Và cái màu này rất là sang, chúng ta đã thích biết rồi. Kính ray ban là một trong những cái lâu đời nhất của dòng kính, và nó được sang trọng với cái thương hiệu Ray-Ban. Hôm nay á, thì cái màu này cũng được thể hiện ở cái trong kính đổi màu xanh Ray-Ban. Rồi mà sẽ đeo lên giúp cho anh chị thấy rõ hơn. Đó là lý do vì sao cái màu rất là đặc biệt, không phải là cái sản phẩm nào cũng đổi được cái màu như thế này. Và cái phần test chi tiết như này để giúp cho anh chị hiểu rõ thực tế hơn. Nếu như anh chị có đến đây thì cũng chưa chắc thì có những sản phẩm như thế này để test cho anh chị. May mắn các anh chị đang theo dõi cái video của chúng tôi như thế này. Và anh chị có một cái điều gì đó thì gửi đến cho chúng tôi để chúng tôi biết rằng là cái video này nó phù hợp với anh chị. Hãy comment cho chúng tôi biết. Và tôi cũng luôn luôn lắng nghe để hiểu ý các anh chị và tìm ra những cái nào nó còn vướng mắc giúp cho anh chị hiểu rõ thêm. Và đây là một trong cái phần test của cái kính đổi màu Transition Gen 8 mới hoàn thành. Thì cái video đến đây là kết thúc, mong là sẽ gặp anh chị trong những video tiếp theo. Những cái video đổi màu phía trước là những video chúng tôi đã thiết kế giúp cho anh chị để một phần nào đó khối u lại lựa chọn. Và video này nói về Gen 8, là video sau tiếp tục tôi sẽ nói về cái dòng Gen 8 thì nó có một cái màu khác nữa. Nếu anh chị quan tâm thì comment cho chúng tôi, và xin hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Bye bye.